kính thưa các bạn hôm nay tiết già xin chia sẻ một chủ đề nói về cuộc định mệnh gặp nhau nơi trần thế mà tránh không kịp à tiết già chia sẻ để cho các bạn tránh nè ai trong chúng ta cũng muốn tránh hết mà tránh không có kịp luôn bảo đảm luôn không hẹn mà đến đời nay rất là lạ các bạn thấy không à, không hẹn mà đến là cái gì cái mình muốn giàu thì lại nghèo đó các bạn thấy không đâu có hẹn đâu mà nó đến đâu Tại vì cái cuộc định mệnh trên trần thế là mình phải gặp nhau thôi Mình đến trần gian này là mình gặp cái chữ nghèo rồi Đó bây giờ thì hả mình không biết tránh bằng cách nào đúng không các bạn Muốn con mà gọi là thành tài thì gặp con ngỗ nghịch Sao nó đi ngược lại không vậy Không có ai mà muốn con ngỗ nghịch hết Mà bây giờ đa số là Phụ huynh là gặp con ngủ nghịch rất là nhiều luôn đó các bạn thấy lạ không? Mình mà muốn chồng mà yêu thương thì ngược lại mình gặp gì mình gặp chồng giả tâm nó nếu như mình á là cái người mềm yếu á thì mình chạy theo vật chất đó các bạn thấy không dứt khoát những người mềm yếu là sẽ chạy theo vật chất liền luôn rồi chạy theo hoài mà có được đâu đó, các bạn thấy không cái định mệnh lạ lùng hôn trên trần thế kỳ ba này các bạn thấy nhiều điều rất là lạ luôn nó người cứng rắn thì tìm đường giải thoát bây giờ những người nào mà cứng rắn là người ta đã tìm đường giải thoát hết rồi rồi tại sao mình không tìm đường giải thoát mà để mình hả gặp những cái cuộc định mệnh như thế này không mong muốn mà tại sao mà lại gặp đó đàn ông á thì đủ trí thì tìm đường theo lời Phật dạy sống hiền hòa đạo đức các bạn thấy không mà hả các bạn tìm đi, tìm cái người mà hả đàn ông mà đủ trí mà hả nghe lời Phật dạy á mà sống hiền hòa đạo đức á để các bạn cũng như là kết hôn hay là kết bạn gì đó các bạn tìm đi. Chắc cái này hơi hiếm nha các bạn, rất là khó đúng không? Cũng có chứ không phải là không mà khó dữ lắm luôn. Tại vì bây giờ á là người thế gian á là đang đi ngược, đang đi ngược hết luôn á, người xưa nói rằng giàu không ở nhà to, nghèo không đi đường dài mà bây giờ á coi như mình có một miếng tiền thôi là bắt đầu mình nghĩ tới cái nhà nó to to rồi đó. Mà cái nhà nó nhỏ nhỏ đâu có chịu đâu, cứ hả xây ra, cứ hả cất ra hoài luôn đó. Các bạn thấy đi ngược với người xưa cho nên tất cả trên trần gian bây giờ là những cái định mệnh mà nó không hẹn mà đến đó các bạn. Nó nói rằng là khi mình nếu như mình nghèo mình không đủ lực để đi cái đường dài cái đường dài là cái đường như thế nào giống như gì nè mình hả không có vốn mà mình đòi mở tiệm phết trương mình không có tiền mà mình đòi mua xe honda trả góp có nhiều người vậy đó các bạn thấy không rồi cuối cùng lại nói gì nè sao tôi khổ quá vậy đã nghèo thì không đi đường dài đó là lời người xưa nói rồi mình biết cái thân phận mình nghèo mình đi đường ngắn đi cho nó chắc đúng không các bạn giống như tiết vàng vậy là đạp xe đạp hoài luôn nó có tốn tiền gì đâu luôn không có tốn miếng xăng nữa hầm không có tốn tiền mua xe ông đa nữa đó đúng không các bạn nó chia sẻ để các bạn giống như bây giờ các bạn muốn tránh nè và muốn tránh cho nó kịp nha nếu mà ai đã lỡ dướng vô rồi á thì coi như khó tránh lắm thà rằng mình tránh trước đi nha các bạn tránh bằng hả cái cách nào tránh bằng cái con đường tu nhân tích phước tránh bằng cái con đường ăn chay niệm phật tại vì mình ăn những cũng như là thịt động vật vô nhiều thì coi như những cái sự mà hả quan gia trái chủ những cái sự đau khổ nó cũng như là nó tìm đến mình đúng không chứ nếu như các bạn đã trường chay rồi thì các bạn đi đúng đường rồi thì làm gì mà các bạn khổ đau nữa đúng không đó đây là giống như là, là người đủ trí thì tìm đường theo lời Phật dạy Còn nếu như mà cái người mình mà yếu mềm là hả dứt khoát là chạy theo vật chất Mà các bạn biết rằng chạy theo vật chất mà các bạn có được vật chất ở đâu không có được nó khó dữ lắm luôn á tại sao tiết già biết tiết già đã chạy theo vật chất mấy chục năm nay rồi chạy hụt hơi luôn các bạn mỗi lần mà gom tiền mà giống như là hả dành dụm tiết kiệm mua được sợi dây chuyền đeo á các bạn biết không cũng như là nó rất là khó luôn rồi phải đi hả mượn tiền ai tiền góp rồi phải mượn nợ tất cả những gì làm gì làm chi vậy mình hả không cần à, vật chất mình không à, cần dây chuyền mình không cần gì mình vẫn sống khỏe sống tốt mà đúng không các bạn mà thời buổi này mình đeo dây chuyền người ta đâu có biết cái mặt mình là ai đâu tại vì khẩu trang nó bịch cũng cứng hết rồi mà mở khẩu trang ra thì coi như là sợ dịch nó tấn công các bạn nói hết dịch rồi các bạn chuẩn bị đi nè coi như hiện tại giờ là bên trung quốc nó đang coi như là dịch trở lại đó rồi từ từ rồi các bạn biến sao không là dịch nó sẽ hạ lan coi như là lan tràn ra tiếp tục nữa đó các bạn chưa chấm dứt đâu đó tại vì hết cũng như là bây giờ là hơi gọi là nó giãn thôi đó chứ đừng có nói là con dịch nó hết nha chưa hết đâu tại vì có những người mà giống như là người ta làm ở bên trung quốc tất cả những gì bên nhật nè các bạn giờ đâu có làm được người ta trong cái trong cái thời kỳ mà gọi là hạ dịch nó đang hả tấn công quá chừng ở bên trung quốc luôn đó có nhiều người á nói chung là như thế này nè cái cuộc định mệnh á mà mình gặp nhau ở nơi trần thế này á là mình tránh không kịp nha các bạn tránh không kịp luôn bởi vì sao nếu như một người nào đó mà các bạn nhìn giống như là à, nó sẽ rất là đẹp nó sẽ rất là vui vẻ thì ngược lại sau khi về chung sống thì nó ngược lại nó giả tâm nó các bạn thấy không nó không như lòng mong muốn của mình đâu nó không hẹn mà đến có nhiều người bị đánh đập hành hạ không thoát được đó các bạn thấy nó lạ không không có thoát được luôn cứ như là bị đánh ngày này qua ngày kia mà không biết chạy chạy đâu hết chạy sao được nó dướng cái này nó dướng cái kia dướng con rồi dướng tiền dướng bạc dướng nợ dướng gì đó không biết nữa rồi là đâu có chạy được cho nên cái cuộc định mệnh mà gặp nhau trên trần thế này là cái cuộc định mệnh đau khổ nha các bạn nếu như mình thiếu tu thiếu phước là hả mình hả có những cái đau khổ nó đến tại sao người ta hả trên trần gian này người ta sống giàu quá vậy người ta hạnh phúc quá vậy người ta được chồng con người ta yêu thương người ta được vợ người ta giống như là hả ngoan hiền còn vợ mình hả tối ngày nói gì nè tiền 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 mình cài hả không biết bao giờ mới đủ đó các bạn thấy rõ ràng chưa là cái cuộc định mệnh này hả coi như là gặp nhau nó nó khổ đau quá rồi có nhiều hả khi mình mưu sinh nó coi như là hàng ngày vất vả nắng mưa các bạn biết mua gánh bắn bưng mà mà nắng mưa như vậy không thoát được có người nhiêu nè 50 năm 30 năm gì đó mấy chục năm luôn xong rồi tới gì nữa nè nuôi con tật quyền không có thoát được luôn rồi nuôi chồng gọi là giống như là hạ đột quỵ tất cả những gì các bạn thấy không mà hạ nuôi chồng đột quỵ thì thấy hơi nhiều nhiều còn nuôi vợ đột quỵ thì thấy hơi nó à, giống như nó ít ít nhờ các bạn đó chứ già thấy như vậy đó không biết phải như vậy không nha mà cái kỳ ba này rất lạ như thế này phụ nữ khổ hơn đàn ông nha các bạn đó cái kỳ này là cái kỳ phụ nữ khổ hơn đàn ông cho nên khi mà đã giống như là chuyển thế rồi thì phụ nữ còn rất là nhiều bởi vì sao vì cái chỗ mà khổ đau trên trần gian vì cái chỗ mà những cái cuộc định mệnh mà coi như là gặp nhau, nơi trần thế này không tránh kịp, rồi người phụ nữ quá coi như là đau khổ thì đa số bây giờ người phụ nữ tìm đường đi tu rất là nhiều. Nó trải qua bao nhiêu cuộc coi như là hả gian nan vất vả, chồng con giả tâm đánh đập hành hạ, rồi hả con thì ngổ nghịch, rồi hả mình hả cảm thấy cái cuộc đời mình mấy mươi năm nay mình sống hả coi như không có tình yêu thương nó không có được mà gọi là có một chút gì mà để hả giống như cải cảnh hả, coi như là cái sự đời của mình hết thì bây giờ cái con đường đạo mình đi thẳng tới đi đúng không cho nên kỳ này phụ nữ tu rất là nhiều đó các bạn nó đa số là phụ nữ bây giờ khổ nhiều lắm tiếc già biết mà ở trên cũng như tin tức là coi như là hàng ngày luôn đó các bạn thấy rất là thương luôn Nói cho nên triết già cũng chia sẻ cho phụ nữ giống như là mình hãy cố gắng đi Bây giờ mình buông bỏ hết đi Nếu mình đã gặp những người chồng mà giả tâm rồi Mình đừng có tìm chồng nữa Cũng như là mình đã có chồng rồi Rồi hả đã giả tâm hành hạ đánh đập mình rồi Mình đã hiểu rồi Thì giờ tìm cái con đường mà hạnh phúc đi Cái con đường vô duy đi tại sao không tìm mà đi tìm chi hả rồi tiếp tục nữa rồi giả tâm lần thứ hai nó đánh đập hành hạ lần thứ hai nữa có người lần thứ ba luôn rồi các bạn thấy không đó rồi nếu như mà hả con cái mà nó không có được mà à, nghe lời cha mẹ nó ngỗ nghịch nó thì các bạn thấy mình tìm đường tu đi đó coi như là mình buông bỏ hết tất cả ví dụ như con mình còn nhỏ thì mình nuôi nếu như con mình đã lớn rồi thì con mình Lập gia đình ra riêng hết rồi Còn gì lo lắng nữa Mà hiện tại giờ các bạn khỏi cần lo lắng đi Không có đứa con nào mà giống như mà à, Nó có một cái tâm Phật Mà nó để nó thương cha thương mẹ đâu Có chứ không phải không Mà cái kỳ ba này nó ít dữ lắm các bạn ơi Cho nên mới có cái cuộc định mệnh Để mình gặp nhau từ con từ chồng Từ tất cả những người thân luôn Chưa nói nha Rồi cha mẹ nữa Cha mẹ không thương con cái nữa các bạn hành hạ con cái coi như tất cả cái gì kỳ ba này các bạn thấy rất là lạ chưa để cho mình thấy như thế như vậy để chi vậy để cho mình tìm đường coi như là mình tu đây là cái sự giác ngộ nhanh chóng để cho mình nhìn thấy rõ như vậy á để mình thấy rằng trần gian á giống như là quá là khổ đau để mình hả tìm cái con đường phật pháp tâm linh mình tu nhân học phật để hả mình tìm lại cái căn xưa kiếp cũ của mình chứ mình đừng bao giờ mà hả tiến tới mà chạy theo những cái vật chất trần gian để rồi đau khổ tiết già hả coi như là hả đã từng đau khổ rồi cho nên tiết già mới tìm đến cái con đường mà học phật đó các bạn ai trong chúng ta cũng hả gặp những cái cảnh mà định mệnh của cái cuộc đời hết á các bạn thấy ông tránh không có kịp chỉ có con đường coi như là tu nhân học phật mới có thể tránh được thôi còn nếu như các bạn không tu nhân học phật thì các bạn sẽ tiếp tục gặp nữa không bao giờ tránh được đâu các bạn thấy rõ ràng chưa người nào mà người ta có phước á là người ta hả lập gia đình một lần là người ta cảm thấy người ta có phước rồi đó hoặc là người nào mà đi à, cưới vợ mà ta cưới vợ được hả vợ ngoan vợ hiền vợ giỏi giang thì người ta đã cưới rồi chứ không không bao giờ mà cưới làm chi mà cái cô vợ gì mà nó hung dữ mà ha nó còn đòi hỏi tiền bạc nữa hiện hiện tại bây giờ là hả chạy theo mà gọi là hả tiền bạc không chứ hả cái tình yêu thương thì có chứ không phải không mà nó rất là khó đó các bạn ở tiết già chia sẻ và xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng tránh được cái định mệnh mà gặp nhau nơi trần thế cái định mệnh này không ai mong muốn đúng không các bạn? Video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.